câu chuyện ổ bánh mì và lão già kỳ quặc. Một người phụ nữ nọ có thói quen nướng bánh mì cho gia đình, nhưng luôn làm dư một cái. Bà để ổ bánh mì dư bên ngoài thành cửa sổ cho những người nghèo đi qua dễ lấy. Ngày qua ngày cứ đến buổi, một ông lão lưng gù đến lấy ổ bánh mì đi. Thay vì nói lời cảm ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời như niệm chú: việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi. Điều này cứ diễn ra ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày ông lão đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu: việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi. Ngày qua ngày khiến người phụ nữ dần bực bội trong lòng, nghĩ: nhận được bánh không cảm ơn còn lải nhải mấy lời khó chịu kia, hắn ta muốn ám chỉ điều gì? Rồi một hôm, chịu hết nổi, bà nghĩ cách làm cho ông già đi khuất mắt. Bà tự nhủ: ta sẽ làm cho hắn biến mất. Bà trộn thuốc vào chiếc bánh mì dư mà bà thường làm, tay run run để bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ, bỗng cảm thấy hốt hoảng. Ta làm gì thế này? Bà ném vội ổ bánh mì có thuốc độc vào lửa và thay ngay một cái bánh khác lên thành cửa. Như mọi ngày, ông lão đến lấy bánh và lại lẩm bẩm: việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi. Và cầm ổ bánh mì vui vẻ rời đi. Không ai biết, trong lòng người phụ nữ vừa trải qua một cảm giác giằng xé dữ dội. Có một điều mà không ai biết, đó là mỗi khi đặt ổ bánh mì lên thành cửa sổ, bà thường cầu nguyện cho đứa con trai đi làm xa đã nhiều tháng không nhận được tin tức. Bà nguyện cho con trở về bình an, mảnh giỏi. Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa. Anh ta gầy sọp đi, quần áo anh rách rưới đến thảm hại. Anh ta đói lạ và mệt. Khi trông thấy mẹ, anh ta nói: mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một điều phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường. Nhưng bỗng có một người lưng gù đi ngang, con xin ông ta cho con một chút gì để ăn. Ông ta đã quá tử tế, cho con nguyên một ổ bánh mì và chút nước. Ông ta nói: đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi. Khi người mẹ nghe những lời đó, mặt bà biến sắc. Bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã. Bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng nay. Nếu bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết. Ngay lập tức, bà nhớ lại câu nói lặp đi lặp lại ngày qua ngày của ông lão. Bài học: trong cuộc sống luôn tồn tại luật nhân quả. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy, hãy luôn sống tốt và không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm của mình, bạn nhé!